hàng trăm phiến quân IS bị hạ sát trong trận chiến giành Kobani. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng hàng trăm chiến binh nhà nước Hồi giáo đã thiệt mạng trong cuộc chiến để giành lại thị trấn Kobani ở phía bắc Syria giữa lúc các đợt không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu gia tăng cường độ. Ngũ giác đài cho biết có tổng cộng 39 cuộc không kích được thực hiện trong hai ngày thứ ba và thứ tư bên trong và xung quanh Kobani. Bộ Tư lệnh miền Trung của quân đội Hoa Kỳ nói rằng 18 vụ không kích trong ngày thứ tư đã phá hủy nhiều vị trí chiến đấu và 16 tòa nhà do nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Phát ngôn viên của Ngũ giác đài chuẩn đô đốc John Kirby nói nhóm nhà nước Hồi giáo IS đã đổ quân ào ạt vào trận chiến để giành thị trấn Kobani, tạo ra nhiều mục tiêu hơn cho máy bay của liên minh tấn công. Ông Kirby nói họ vẫn tiếp tục đổ quân vào Kobani, có nghĩa là có nhiều mục tiêu hơn ở trong và xung quanh Kobani. Một trong những lý do vì sao ta thấy có nhiều vụ không kích là bởi vì có nhiều quân nhà nước Hồi giáo ISIS ở đó. Thật khó để đưa ra một con số chính xác, nhưng ông tin rằng họ đã hạ sát hàng trăm chiến binh ISIL bên trong và xung quanh Kobani.